tan rơi. Lỡ là ta cách xa nhau một thời, lối về tìm trong di vãng nhạt nhòa, khóc thầm lệ vương mi trắng đêm trong cõi mộng. Ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau bao mơ. Tình ta đã chót trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong cõi mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Cõi mộng ngày ta đưa đón tình nồng, tháng ngày thiên đàng ân ái, cùng vườn hoa bướm tìm trong hơi ấm yêu, tiếng sao vi vu đưa nhau vào mơ. Tình ta đã cho trao người, ngổn ngang chua xót thương đời, tàn phai hương sắc nên đường về mình tôi lẻ bóng. Tìm nhau trong khói mơ hồ, gặp nhau thêm chút đau thương, có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Có chăng chỉ là một thoáng yêu thương dại khờ. Mày có im miệng đi không? Tao đang làm đây nè. Vậy nha. Em ơi, làm cái gì vậy á? Buông ra. Cứ làm việc bình thường. Mày đang ở đâu vậy? Xử lý liền bà Nga đi, không là tao với mày sẽ chết đó. Dù mình có tới nhà bà Nga thì cũng không chứng minh được gì. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh.
Tao nghe đây. Đã giải quyết xong rồi. Nè, mày đáng sợ hơn là tao tưởng đó. Dám giết luôn mẹ ruột của mày. Bà Nga không phải là mẹ ruột của tao. Thậm chí gì bà, mà mẹ ruột của tao phải chết một cách oan uổng như vậy. Đến giờ cũng chưa biết chôn cất ở đâu. Mày nghĩ cái chết của bà có xứng đáng với những mất mát của tao hay không? Nhưng mà gia đình của bà cũng đã nuôi mày rồi mà. Nuôi? Chẳng qua là bà không biết tao và thằng Nghĩa đứa nào là con ruột của bà thôi. Mà chuyện của tao không cần mày quan tâm nhiều đến như vậy. Ê, vậy sao cái vụ của thằng Hải, mày nói bà là mẹ ruột của mày nên bà mới vu khống thằng Nghĩa? Tao chỉ lợi dụng bà thôi. Sở dĩ tao giấu bà ngoại là không muốn bà ngoại gặp ba của tao. Nếu mà bà tao biết được, bà nghe hiểu lầm sẽ giải thích rõ ràng với bà. Bà biết sự thật thằng Nghĩa là con ruột của bà sẽ đi tố cáo tao. Mày không nhớ có lần tao kêu tụi bay tới nhà đánh bà hay sao? Nếu bà là mẹ ruột của tao, bộ tao không sợ trời đánh à? Còn kêu tụi bay đánh nặng như vậy, chuyện dài dòng lắm. Tiền bạc tao sẽ tìm cách đưa cho mày sau. Ok. Nhân ơi, xuống ăn cơm đi con. Dạ. Bà cứ ăn đi, lo cho nó làm chi. Ba thừa biết là con không ưa nó mà. Vậy mà một hai, ba cứ đưa nó về để ở chung với con. Chính vì ba biết tụi con có xích mích nên ba mới muốn tụi con ở với nhau để cùng vun đắp tình cảm. Ba đã nói rồi, thằng Nhân nó là em của con. Tụi con chảy cùng dòng máu với ba mà. Tự tay con cũng đã lấy tóc của thằng Nhân để đem đi xét nghiệm. Chẳng lẽ con còn nghi ngờ cái gì nữa? Con đã nói rồi, nó là con của ba, không có anh em gì với con hết. Mày nhìn tao làm gì? Tao nói có gì sai không? Chính vì mẹ con mày mà ba không yêu thương mẹ tao đó. Có thôi đi không? Ba tối ngày bên nữa không hả? Tránh ra coi. Ba. Chắc con cũng đã nghe hết rồi hả? Ba xin lỗi con. Là nó tự ý thuê người đánh con ngất xỉu để lấy tóc của con đi xét nghiệm đó. Khi ba biết được thì việc cũng đã rồi, nên ba đành phải đưa tóc của ba cho nó đi xét nghiệm. Chứ ba vẫn tin con là con ruột của ba mà. Ý của ba là cái hôm con bị đánh ngất xỉu là do anh Hải bày ra để lấy tóc của con sao? Ừ. Nó chính tay lấy tóc của con đi xét nghiệm cho nên nó mới không nghi ngờ con này nọ nữa. Con có thương ba thì đừng có để bụng anh nghe con. Để rồi từ từ ba dạy lại nó. Thì ra mình là con ruột của ba, không phải giả mạo. Vậy thì quá tốt, không cần lo sợ nữa rồi. Ăn đi con. Dạ, con cảm ơn ba. Hôm nào thì chị Nga khai trương bán chè, hay là ba mở cho chị cái quán nghe. Dạ, ngày mai ba. Nhưng mà con hiểu tính của mẹ Nga, mẹ sẽ không nhận đâu. Bà ngoại và mẹ Nga đều hiểu tấm lòng của ba mà. Ba đừng ngại gì hết nha ba. Thôi con ăn cơm đi. Dạ. Thì ra là bà Nga nhầm lẫn. Nhưng mình cũng đang định lợi dụng bà Nga chia cắt thằng Nghĩa và Hương. Thôi thì cứ tiếp tục để bà hiểu lầm cũng tốt. Mình sẽ có thêm một người mẹ sẵn sàng vì mình làm mọi chuyện. Nếu như cô bị phát hiện thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình hết. Vì sự thật mình vẫn là con của ba. Bà Nga chết đi rồi. Dù công an hay là tụi thằng Long có nghi ngờ lời khai của bà, cũng không còn ai để đối chứng. Nhưng mà sao vẫn chưa thấy ba gọi cho mình. Không biết là ba có tin những lời bà nói hay không.
Cậu Nhân, ông chủ bị tái phát bệnh, tôi đang đưa ông chủ đi cấp cứu. Ba tôi sao rồi? Đang ở bệnh viện nào? Đang ở bệnh viện Tân Hưng. Cậu tới liền đi. Được rồi, tôi tới liền. Ủa, về đây kìa. Sao rồi? Từ từ làm gì hối dữ trời vậy? Trời ơi, bình thường cô đi nhanh lắm mà, sao nay đi chậm dữ vậy? Trời ơi, lẹ lẹ lẹ. Vô đây, vô đây. Rồi, chị gặp ảnh sao rồi? Sao rồi? Tình hình thằng nghỉ trong đó sao rồi? Ăn uống được không? Rồi mấy đồ cô mua cho nó có thích không? Mà sao cô về nhanh dữ vậy? Sao ở trong đó thêm với nó một chút xíu nữa? Sao tôi biết được? Là sao? Tôi có được vô đâu. Xin vô mà có được vô đâu. Nên tôi gửi đồ rồi tôi đi về nè. Cái gì khó khăn vậy? Vô thăm đi biết tình hình sức khỏe cũng không được nữa. Trời, nó vô trong đó là tinh thần của nó sa sút lắm. Trời ơi, không biết làm sao nữa. Cảm ơn anh. Bên công an vừa gọi điện báo cho tôi biết bà Nga bị sát hại, vừa qua đời rồi. Cái gì? Là sao? Ông chủ, ông đỡ nhiều chưa? Tôi bớt mệt nhiều rồi. Chị Nga, ông chủ nói cái gì mà ông chủ ghé thăm đúng không? Đúng rồi. Lúc nãy tôi ngồi chờ ở trước cổng, tự nhiên thấy cậu Nhân đi ra, rồi sau đó chị Nga chạy đi đâu đó. Tôi sợ có chuyện gì, cho nên là tôi vào coi ông chủ như thế nào. Vì vậy mà tôi vào đưa ông chủ đi cấp cứu kịp thời. Cậu nói thằng Nhân có tới đó sao? Hồi nào? Dạ, mình vừa tới vừa một lúc thì cậu Nhân cũng tới. Sau đó cậu Nhân ra về trước, hình như đang có chuyện gì đó. Nhìn mặt cậu Nhân căng thẳng lắm. Cậu mau đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi liền cho nó. Ông chủ cứ bình tĩnh, lúc nãy ông chủ đang cấp cứu, tôi có gọi điện cho cậu Nhân rồi, chắc cậu Nhân cũng sắp tới. Ba, ba sao rồi ba? Có thằng Nhân ở đây với tôi được rồi, cậu về đi. Dạ, có gì ông chủ cứ gọi cho tôi. Tôi về nha cậu Nhân. Ba, con nói cho ba biết, có phải con ngộ sát thằng Hải không? Con không có. Ba đừng có nghe lời mẹ Nga nói dối. Ba tin những lời nói đó của chị Nga là thật. Chị Nga sắp đi báo công an bắt con tới nơi rồi. Con còn không chịu thừa nhận. Ba, tội của con đáng chết. Nhưng lúc đó anh Hải muốn giết con, ba cũng biết là công an kết luận vụ bắt cóc này là anh chủ mưu mà. Con chỉ muốn thoát thân, cho nên mới xô xát với ảnh thôi. Đúng là oan nghiệt mà. Bà cứ đi báo công an bắt con đi, con cam lòng chịu hình phạt. Tội lỗi là do ba hết, nên hai anh em con mới thù ghét nhau. Bây giờ chỉ còn cách là tìm luật sư giỏi cho con, để con giảm được nhẹ tội mà thôi. Lúc nãy có người gọi báo cho con. Mẹ Nga bị sát hại chết rồi. Trời, có lẽ mẹ vẫn chưa kịp báo công an, cho nên công an mới chưa tìm tới con. Trời ơi, không lẽ lúc chị Nga chạy đi định báo công an sao? Mẹ Nga bị đâm nhiều nhát, chết tại chỗ, nhưng vẫn chưa biết hung thủ. Nếu như bà muốn con đi nhận tội thì bây giờ con sẽ đi đầu thú liền. Chắc con sẽ đi tù một thời gian rất dài. Con mong bà hãy giữ gìn sức khỏe và giúp con chăm sóc đứa con chưa kịp vào đời của con. Nhận. Dù con có sai cỡ nào thì con vẫn là con của ba mà. Là ba nợ mẹ con. Sao mà ba có thể nhìn cuộc đời của con bị hủy hoại được? Nè, coi như mình có lỗi với thằng Nghĩa, ba sẽ tìm luật sư giỏi cho nó, để nó được mức án nhẹ nhất. Khi nó ra tù,
ba sẽ bù đắp cho nó. Nhưng mà con phải hứa với ba là từ nay con không được làm việc xấu nữa. Con sẽ nghe lời ba. Cả đời này con sẽ cố gắng bù đắp cho thằng Nghĩa mà. Chúng tôi đã liên lạc với anh Nhân là người thân của dì Nga đến làm thủ tục. Chắc anh cũng sắp tới rồi. Dạ. Vậy thôi, tôi đợi thằng Nhân tới luôn. Dạ. Dù á, dì Nga vu oan cho thằng Nghĩa, nhưng dù sao dì Nga cũng mất rồi. Dì cũng không còn người thân nào hết. Mình cứ đưa tiền dì cho trọn tình nghĩa nha. Nhưng mà rốt cuộc không biết dì Nga có phải là mẹ ruột của anh Nghĩa hay không nữa. Người đã chết rồi mà các người cũng không buông tha nói những lời sằng bậy nữa. Anh đừng có ở đó mà lên giọng ở đây. Anh cũng không phải là loại người tốt lành gì. Không phải anh là người hại anh Nghĩa hết lần này tới lần khác hả? Thôi cô Trâm, những chuyện đó đúng là tôi sai, nhưng thằng Nghĩa đã tha thứ cho tôi rồi. Tôi không ngờ là các người vẫn còn để bụng đơn đặt chuyện tôi không phải là con ruột của ba tôi. Tôi cảnh cáo các người, nếu còn nói tầm bậy nữa tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Nếu vậy anh tự tin quá thì anh có dám xét nghiệm ADN với lại dì Nga không? Việc gì tôi phải nghe lời cô? Nếu như mà anh không chịu thì có nghĩa là anh có tật giật mình rồi. Cô đúng vậy đó, chỉ lấy có sợi tóc thôi à. Mày làm gì sợ, mày ngay thẳng mà. Giờ sao? Bây giờ mình xin y tá đi lấy tóc của dì Nga để xét nghiệm đi chị. Mình đi. Nhìn cách họ giao tiếp có vẻ long trăm, rất nghe lời cô Yến này. Bà Nga khi sống từng nói thằng Nghĩa rất là thích cổ. Chắc là vì thằng Nghĩa cho nên mới sốt sắng như vậy. Để tụi nó xét nghiệm càng tốt càng củng cố lòng tin của mọi người về lời khai của mẹ ruột dành cho thằng Nghĩa. Vi, mai táng bà Nga xong rồi hả con? Dạ. Cái tên Nhân đó lại được dịp diễn tuồng có tình có nghĩa với mẹ nuôi trước mặt mọi người. Chỉ là con thật sự không hiểu, không lẽ là dì Nga ngộ sát hải, sợ tội quá nên là vu khống cho Nghĩa hả? Không có người mẹ nào mà lại tàn nhẫn với con mình như vậy. Có khi nào giấy xét nghiệm ADN nó lại giấy giả không con? Không thể nào. Lúc đó tên Nhân còn bứt tóc trên đầu xuống trước mặt tụi con mà. Với lại tụi con cũng tìm về thông tin ở bên bệnh viện, thì dì Nga với anh Nghĩa cùng nhóm máu AB, nên anh Nghĩa chắc chắn 100% là con của dì Nga, chứ không thể nào là tên Nhân nó được. Cậu Phi tới dạ kìa gì? Chào cậu Phi. Chào gì? Anh Phi. Mời cậu ngồi. Dạ. Người của tôi đã điều tra được tung tích người bắt cóc vợ anh Đức rồi. Hắn là ai? Hắn tên là Tí Cò, là đàn em của Thắng Liều. Người này, anh Long đã từng nhắc tới một người có tên là Thắng và lớn cùng với họ. Chắc là vậy. Thắng Liều này là người cùng xóm với Nhân và Nghĩa. Có thể chính Nhân đã thuê tụi này. Có điều tụi này rất nguy hiểm, hành tung cũng khó biết lắm. Vợ của anh Đức lại sợ bị trả thù, nên trừ khi mình tìm được Tí Cò đó trước rồi báo công an thì vợ anh Đức mới dám ra nhận diện. Tôi sẽ cố gắng tìm ra tung tích thằng Tí. À, còn cái việc mẹ con bà Nga và Nhân, hôm đó anh có nghe nhầm không? Chứ kết quả xét nghiệm ADN họ không phải là mẹ con. Chính tai tôi nghe mà làm sao mà nhầm được. Thôi được rồi, để tôi quay trở lại chỗ bà Nga ở trước khi bà Sáu bà mất, để tìm hiểu lại coi làm sao. Nhưng tình hình hiện tại
Nếu bà Nga thực sự là hung thủ thì chuyện giải oan cho anh Nghĩa càng thêm khó khăn hơn. Nguyễn Trọng Nghĩa, có người nhà gửi đồ cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Bánh này homemade sao ta? Tạo hình của bún lá, mình chưa từng thấy ai bán hết. Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể hy vọng. Cỏ bốn lá. Đúng rồi, chính là người tài xế đó. Cán bộ ơi, cán bộ, cho tôi gặp luật sư Ân gấp. Tôi đã hỏi thăm anh tài xế xe tải đó, nhưng do lúc đó tôi đang lo lắng cho anh hai, cho nên tôi không để ý rõ mặt của anh ta. Tôi chỉ thoáng nhớ cái điện thoại mà anh cầm có ốp lưng là cỏ bốn lá. Mấy anh cũng từng nói là đồng hồ của anh Hải dừng lại lúc 15:12. Khi tôi tới hỏi anh tài xế á, thì nghe anh nói là giờ mới có 3:15 hả? Tới nhanh sửa cho tôi đi. Anh à, chứng minh anh Hải chết trước lúc tôi tới. Lập luận của anh tôi sẽ ghi nhận. Chúng tôi sẽ tìm tài xế xe tải có ốp lưng điện thoại hình cỏ bốn lá như anh đã nói để điều tra. Nhưng mà cũng rất khó khăn vì anh không nhớ được mặt của tài xế hay bất kỳ thông tin nào về chiếc xe tải đó. Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ chờ đợi. Tôi rất vui vì anh đã lấy lại được tinh thần. Là nhờ hộp bánh có hình cỏ bốn lá mà bạn tôi đã nhờ anh gửi cho tôi. Tôi mới nhớ ra cái điện thoại có ốp lưng hình cỏ bốn lá của anh tài xế kia. Trước đây tôi từng ăn một hộp bánh như vậy, cho nên mới có ấn tượng. Nhưng mà tôi thấy á, cái manh mối duy nhất để tìm tên tài xế là cái ốp điện thoại cỏ bốn lá. Nhưng mà mọi người thử nghĩ đi, cái ốp điện thoại cỏ bốn lá đó bán đầy ở ngoài kìa, đâu phải độc lạ cái gì đâu. Khó tìm à. Nhưng mà dù sao thì mình cũng có một chút hy vọng. Em nghĩ là mình cứ đăng tin lên mạng xã hội, tìm một bác tài xế có xài chiếc ốp điện thoại hình cỏ bốn lá đi. Cỏ bốn lá mang ý nghĩa của sự may mắn. Anh Nghĩa là người tốt, chắc chắn sẽ được phước lành.
mạng xã hội chị là trùm, để chị đăng tin cho. Anh Nghĩa nói với tôi tinh thần ảnh phấn chấn hơn rồi. Cũng là nhờ cái hộp bánh cỏ bốn lá mà cô Trâm gửi cho anh đó. Anh nói trước đây cũng từng ăn một cái hộp bánh ngon như vậy nên mới có ấn tượng. Hay là mấy lần sau cô Trâm cứ gửi tiếp đi. Động viên tinh thần quan trọng với anh Nghĩa lúc này lắm đó. Trời, nè. Trời ơi, trời ơi anh ưng, xui à. Trời ơi, Nghĩa đã vô đó một lần là đủ rồi, không có lần sau nha. Trời ơi, xui, bỏ đi, đừng nói chuyện đó. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đây là vụ án nghiêm trọng. Giả sử tìm được người tài xế kia thì công an cũng phải điều tra, suy xét cẩn thận rồi mới có thể kết án được, trả tự do cho anh Nghĩa. Thời gian ít nhất cũng vài tháng. Mấy cái khác thì tôi gửi được thôi. Nhưng còn bánh thì bánh chị Trâm làm mà, chắc chắn là phải có ý nghĩa đặc biệt với anh Nghĩa chứ. Chị Trâm cố gắng làm cho anh Nghĩa để anh vui nha. Cái gì? Yên. Em mới nói gì? Tướng cổ mà biết làm bánh hả? Ừ. Trời ơi, chắc trời sập quá. Trước giờ tôi chỉ biết là cô chỉ có thể nấu mì gói thôi à. Tuyên bố cho ông biết tôi là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh đầy mình. Đừng có coi thường tôi à. Thôi không có gì nữa, tôi xin phép về. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho mọi người biết. À thôi, để tôi tiễn luật sư về. Có gì tôi về luôn á. Chào anh. Chào hai em. Làm bánh thú gì đâu. Yến, hộp bánh đó là em đưa chị. Nói là làm tặng cho anh Nghĩa mà. Sao tự nhiên em lại nói chị làm? Thật sự là em mang ơn cứu mạng của anh Nghĩa. Từ lúc mà anh gặp hoạn nạn á, em không có giúp được gì cho anh hết. Trong lòng em thấy rất là áy náy, nên em mới làm cái bánh đó để động viên ảnh. Nhưng mà em không có cái tình cảm trai gái gì với anh Nghĩa đâu nha chị. Bởi vậy nếu như mà em nói là em làm thì chắc chắn anh Nghĩa sẽ hiểu lầm. Nên chị cứ nói là chị làm nha. Thật ra em cũng muốn hai anh chị đến với nhau mà. Vậy thì chị cảm ơn em nhiều nha. Nghĩ lại trước kia hiểu lầm kêu em là nụ trà thiệt ngại ghê luôn. Có gì đâu chị. Nhưng mà anh đừng nói đúng đó. Thời gian sẽ còn rất là dài, nên chúng ta phải cố gắng động viên anh Nghĩa và còn lo chuyện của công ty nữa. Ừ, tụi mình cũng cố gắng nha. Nhất định anh Nghĩa sẽ được minh oan, sẽ được thả ra. Đại ca, tụi tí báo công an đây truy mình báo chọc lẻ. Mẹ kiếp, đi. Nhanh. Vậy đó hả? Ừ. Chị, em thấy chắc mình phải dự trù thêm một tháng nữa để phòng ngừa rủi ro đó rồi. Chị cứ làm theo em đi ha, vậy cho nó chắc ăn. Cũng may là có em chị. Rồi nè, xong. Cảm ơn em nha. Cũng nhờ có em phụ giúp, chứ một mình chị không biết xoay sở ra sao luôn á. Nào giờ toàn là anh Nghĩa gánh việc cho chị. Biết bao giờ anh Nghĩa mới được thả ra. Đã vậy bên công an không tiết lộ thông tin gì cho mình biết hết. Em nghe luật sư Ân nói á, là bởi vì cái chết của Hải có liên quan tới khá nhiều người, nên là bên công an không thể tiết lộ gì ra, sợ bứt dây động rừng đó chị. Nhưng mà một vài hôm trước thì đã tìm được ông tài xế xe tải gì đó rồi, ra làm chứng cho anh Nghĩa đó. Nên em tin rằng anh Nghĩa chắc chắn anh sẽ được minh oan. Em nói đúng, mình phải có niềm tin đúng không? Ừ. Cái ông tài xế xe tải chỉ có một thông tin duy nhất là cái ốp lưng cổ bốn lá. Khó vậy mà cuối cùng cũng tìm ra được ổng mà. Nè. Ừ? Có tin vui rồi. Có tin vui. Tin gì?
Luật sư Ân vừa thông báo là bên công an á, họ đã ký quyết định phóng thích cho thằng Nghĩa vào sáng ngày mai luôn. Thiệt hả? Ừ, thằng Nghĩa vô tội rồi. Yeah. Anh Nghĩa được thả mừng quá. Kỳ tích xảy ra rồi, cuối cùng anh Nghĩa cũng đã được minh oan rồi. À, tôi chết rồi. Ủa, cái gì? Bữa giờ tôi không có chăm sóc da, bây giờ tôi phải đi tẩy da chết rồi đắp mặt nạ nữa. Mai đón chàng về nữa. Em đợi anh từng ngày từng giờ, như hoa đợi nắng, như gió từng đợi sao. Và cuối cùng anh cũng đã rời khỏi nhà lao. Trâm ơi, bây giờ tôi mới thấy một điều nha. Ngày xưa tôi nông cạn quá. Yến, thằng Nghĩa với Trâm á, thằng Nghĩa phải ở bên Trâm mãi mãi. Không chỉ tôi không, mà cả công ty nè, ai cũng công nhận như vậy hết á. Trời ơi Long ơi, Trâm không ngờ có một ngày Long có thể suy nghĩ thấu đáo và nói chuyện dễ thương như vậy luôn á. Ờ, vậy hả? Tôi mà bởi vậy á mới được Trâm khen. Cảm ơn Trâm nghe. Bởi vì chỉ có mình thằng Nghĩa mới chịu nổi tính khùng của Trâm thôi à. Tôi nói thiệt chứ bộ, bây giờ có thằng Nghĩa gánh rồi, cả tôi và cả mọi người trong công ty này á, ai cũng được giải thoát hết á. Anh Long bắt nạt tôi hả? Gì vậy? Thôi mà chị. Tôi nói thiệt chứ bộ. Anh Long giỡn mà. Nghĩa sắp về rồi đó, bớt dữ dằn lại nha. Bây giờ mình phải tính chuyện quan trọng nè. Ngày mai đi đón anh Nghĩa rồi à, mình sẽ nói sao về chuyện bà Sáu đây? Anh cũng quên mất chuyện này. Thằng Nghĩa mà nó biết chuyện này chắc nó sốc lắm. Hôm nay mỗi tháng vào thăm á, anh đều nói dối với nó là ngoại Sáu nhất mình không có đi nổi. Bây giờ mới ra tù, chưa kịp vui, giờ phải buồn dài tập tiếp nữa rồi. Nhưng mà trước sau gì mình cũng phải nói, chứ ảnh cũng phải về nhà mà. Thôi, bỏ qua hết đi. Bây giờ tụi mình á phải bình tĩnh, tụi mình không được buồn, phấn chấn lên. Bây giờ về nha, về nha. Mỗi người nghĩ ra mấy câu để ngày mai thằng Nghĩa về, mình an ủi thằng Nghĩa, được không? Được không? Ok, rồi vậy nha, quyết định vậy nha. Anh Nghĩa về, mình cũng nên rút lui thôi, tập trung đối phó với tình nhân. Anh Nghĩa đã có anh Long và chị Trâm ở bên cạnh ảnh rồi. Ý, có rồi. Cái gì nhanh vậy? Ừ, trời, anh Nghĩa luôn ở trong tim mà. Chị Trâm ơi, chị với anh Long ngày mai đi đón anh Nghĩa nha. Em có nhiều việc phải làm quá, chắc em không đi được. Em sẽ gặp anh Nghĩa sau. Sao vậy? Thì Yến có việc. Thôi em có việc thì em cứ đi làm đi, để hai đứa anh đi đón Nghĩa được rồi. Rồi sao? Vậy? Rồi bà sợ lại hả? Bà không muốn đón đúng không? Thôi được rồi, để tôi đi đón một mình. Sao vậy? Tôi là người phải đi đón anh Nghĩa nè. Tôi suy nghĩ ra được nhiều câu hay dữ lắm, vì từ trong trái tim tôi ra mà. Khu đất trên Đà Lạt, bên ông Khoa ra giá cao vậy sao? Dạ, em nghe nói là sắp tới có một vài điều luật sẽ được thông qua. Nó sẽ trở thành khu đất vàng rất là đắc địa. Tên Khoa lúc xưa khi còn làm việc với anh tính toán rất là kỹ lưỡng, nên nếu hắn dám bỏ ra giá đó chắc chắn là xin lời. Dạ, nếu vậy thì mình phải hớt tay trên của hắn chứ. Hội đồng quản trị hiện tại rất là tin tưởng anh, cũng dễ thông qua thôi. Cũng là nhờ công của em giúp anh thắng thầu dự án Thuận Phát đó. Anh biết em là quý nhân của anh rồi mà. Đúng rồi, thì người ta chỉ mãi mãi là quý nhân thôi, đâu có bằng chánh cung đang mang bầu con của anh. Anh đã nói ngay từ đầu là anh không hề yêu Hương, người anh yêu chỉ có một mình em mà thôi. Để đến thời điểm thích hợp, khi anh có được tất cả, anh sẽ ly hôn Hương, không để cho em thiệt thòi đâu. Dạ, em chỉ nói vậy thôi, chứ được ở bên cạnh anh, có được tình yêu của anh là em mãn nguyện rồi. Anh biết là em luôn nghĩ cho anh mà. Trời ơi, sao lo quá vậy? Nè, cái gì cũng phải từ từ, đây ở cơ quan nhà nước đó. Tại tôi nhớ anh Nghĩa thôi. Shhh.
Thằng Nghĩa, ra rồi, ra anh rồi. Nghĩa. Yến vẫn không đến thật sao? Nghĩa, mày còn đứng thật ra đó làm gì nữa? Thôi đi về. Đi về. Khoan đã. Mọi người chờ làm thủ tục xong đã rồi hãy về. Mọi người ngồi chờ chút nha. Chờ nữa hả? Anh Nghĩa, đưa túi đây. Anh Nghĩa, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả? Anh cũng nhớ Trâm và mọi người nhiều lắm. Nghĩa, bây giờ thì tốt rồi. Chúc mừng mày được vinh quang nghe. Tao phải cảm ơn anh Ân và tất cả mọi người vì đã giúp đỡ tao trong thời gian vừa qua. Không cần khách sáo đâu. Anh vô tội thì tất nhiên công lý sẽ thuộc về anh mà. Bên công an chỉ kết luận là em vô tội. Nhưng mà còn về hung thủ thực sự là ai thì họ không trả lời. Cái chuyện gì sau mà em lại vu khống em nữa? 2 tuần trước công an đã bắt được vài đàn em của Thắng Liều. Trong đó có một tên được Hải thuê bắt cóc nhân. Qua lời khai của tên đó thì hắn đã có mặt tại hiện trường lúc Hải chết. Nên ngoại trừ anh đã được chứng minh vô tội thì có 3 người đang bị tình nghi giết Hải. Đó là anh Nhân, Thắng Liều và dì Nga. Dì Nga là đối tượng tình nghi lớn nhất. Dì đã cho lời khai gian dối. Nhưng rất tiếc dì đã mất nên điều tra càng khó hơn. Anh nói sao? Mẹ tôi mất rồi hả? Nghĩa, mày phải thật bình tĩnh. Không chỉ dì Nga mất mà ngoại sáu cũng mất rồi. Sự việc xảy ra khi mày bị tạm giam không lâu, tụi tao sợ mày suy sụp nên lâu nay mới nói dối là ngoại sáu bị bệnh không vô thăm mày. Ngoại, anh Nghĩa, sao 2 người lại bỏ con mà ra đi như vậy? Ngồi đây đi anh. Nghĩa, mày qua đây ngồi đi. Chờ chút xíu, tao gọi thằng Nhân rồi, tao đem chìa khóa qua. Tại từ hồi ngoại sáu với lại dì Nga mất á, thằng Nhân nó bỏ tiền ra chuộc ngôi nhà này từ bên ngân hàng, rồi nó giữ chìa khóa luôn. Thỉnh thoảng tao cũng thấy nó cho chị giúp việc qua đây nè.
để quét dọn, chỉ lo nhang khói cho ngoại sáu với dì Nga. Cái ông đó đúng giỏi cái là giả nhân giả nghĩa. Cho mấy người hàng xóm ở đây người ta coi, người ta khen ổng là người có tình có nghĩa. Từ hồi anh Nghĩa bị giam tới giờ, ổng có hỏi han được tiếng nào đâu. Toàn là tụi mình lo không à. Gì dở đau biết rồi. Anh đừng có buồn nữa. Người mất thì cũng đã mất rồi. Anh vẫn còn tụi em mà. Anh biết rồi. Phải đó Nghĩa, ngoại sáu là người thương mày nhất. Ngoại không muốn thấy mày lúc nào cũng buồn dẫu dột như vậy đâu. Thằng Nhân nó qua tới rồi kìa. Anh ơi. Nghĩa. Chúc mừng em đã được minh oan. Em cảm ơn thầy. Chìa khóa nhà lâu nay anh giữ, bây giờ anh bàn giao lại cho em. Anh cũng đã hoàn trả tiền cho ngân hàng để chuộc căn nhà này, coi như làm chỗ thờ cúng cho bà ngoại và mẹ Nga. Em không cần phải bận tâm việc hoàn trả cho anh. Không, em sẽ sắp xếp rồi hoàn trả lại cho anh hai. Không lẽ em còn giận anh hay sao mà nói như vậy? Trước khi vụ án có hại xảy ra, em đã tha lỗi cho anh hai rồi. Chỉ là em không muốn phiền tới anh hai mà thôi. Vụ án của anh Hải là do anh bị thương ngất xỉu nên không làm chứng gì được cho em hết. Anh cũng thấy rất có lỗi, vì anh mẹ mới bị liên lụy, anh cũng là người liên quan tới vụ án, cho nên là lâu nay anh không vào thăm. Hãy liên lạc với em để tránh rắc rối cho việc điều tra. Thôi bây giờ anh phải về, ba anh mệt mấy hôm nay rồi, không biết là có qua khỏi hay không. Cách đây mấy tháng trước tụi tao có qua gặp bác Phước, thấy bác vẫn còn khỏe mà. Ba tao buồn vì cái chết của anh Hải, cho nên tinh thần suy sụp, bệnh trở nặng mấy tháng nay. Vợ chồng tao cũng đã dọn về nhà ba ở để tiện chăm sóc cho ba. Thôi tao về nghe. Cho em gửi lời hỏi thăm bác Phước nha. Thôi anh về nghe, tao về. Nhìn là không ưa rồi. Vô đi. Dạ em chào sếp. Em chào sếp. Ủa, Yến chưa vào hả em? Dạ, hôm qua chị Yến có nói là xin nghỉ mấy ngày, chị có bàn giao lại công việc cho em đó chị. Ủa, vậy hả? Dạ. Ủa, sao chị không nghe Yến nói gì vậy ta? Dạ. Thôi em làm việc tiếp đi. Dạ. Alo, Yến hả? Chị đang định gọi cho em nè. Em có chuyện gì bận hay sao mà nghỉ đột xuất vậy? Em có việc gia đình cho nên hôm qua là em đi về quê luôn rồi. Dạ, chưa biết khi nào em sẽ lên lại. Cho nên em chắc là em xin phép chị cho em nghỉ việc từ hôm nay luôn nha. Tại vì phần việc của em thì các bạn làm chung cũng nắm rõ rồi. Em sẽ bàn giao qua mail cho các bạn. Chị thông cảm giúp em nha. Cái gì vậy? Em nói nghỉ là em nghỉ ngang vậy luôn á hả? Nè, em có khó khăn gì? Mình là chỗ thân thiết mà, em cứ nói đi.
Chị giúp được gì thì chị sẽ giúp liền mà. Không có gì đâu chị. Lúc trước á, em cũng đã định chuyển sang công ty mới rồi. Vì em muốn giúp anh chị cho nên em mới ở lại. Bây giờ anh Nghĩa Ánh về rồi, bên công ty mới vẫn còn chừa chỗ cho em. Nên chắc là sau khi giải quyết chuyện gia đình xong thì em sẽ quay trở lại đó để làm việc. Thôi được rồi, thiệt lòng chị không nỡ xa em. Nhưng mà em đã quyết định vậy rồi thì chị không thể giữ em. Vậy bữa nào rảnh alo cho chị rồi hai chị em mình đi cà phê nha. Dạ. Chị Trâm nè. Hả? Anh Nghĩa sao rồi? Anh vẫn còn buồn dữ lắm. Nghe ông Long ổng nói sáng giờ anh ở trong phòng đâu có chịu ra ngoài đâu. Giờ không biết cách nào khuyên ảnh đây nữa. Không sao đâu, em thấy anh Nghĩa là một người rất là có trách nhiệm. Chị với anh Long chỉ cần giả vờ như là công ty đang rối lên, em tin rằng anh sẽ phấn chấn lại tinh thần để giải quyết công việc. Ha, cách này của em được nè. Mà khỏi cần phải giả bộ, lâu nay công ty là do em phụ trách giúp chị. Bây giờ em đi rồi, chắc chắn là rối thiệt luôn á. Có anh Nghĩa về rồi, chị đừng có lo. Vậy khi nào rảnh thì em alo chị mình đi cà phê nha. Ok, bye em nha. Bye chị. Ba muốn gì ba cứ nói, con sẽ làm cho ba. Con nhất định sẽ làm mà ba. Ba nói cho con biết đi. Con vì yêu thương, hãy tìm mẫu mẹ mình đã trao nhau. Hãy nâng mẹ con dậy. Vậy ba mối tình vừa xa. Hai bình tĩnh lại, đừng đánh nhau nữa. Anh nhớ nữa. Ủa sao kỳ vậy anh? Chị Hương nói là anh kia chỉ vô đây mà. Nói cái gì? Chị Hương nói với em là đã tìm được chứng chứng. Con bị mất mấy rồi. Thôi bỏ đi, chứng tỏ là không cần cậu gọi lên công an. Người quay về đã ghi âm làm quay lén lại rồi. Em xin lỗi, tại vì chỉ là vợ của anh nên em mới tưởng. Vì tài xế xe tải chỉ làm chứng cho tôi. Vì thấy một mình tôi, không thấy mẹ. Nhưng thật sự lúc đó, mẹ đi cùng tôi. Làm sao mà giết anh Hải được chứ? Thằng Nghĩa nói đúng đó chú. Về vụ án của cậu Hải thì để cho công an điều tra tiếp đi. Nghĩa, cậu sao vậy? Anh Nghĩa. Anh Phi, anh có thể dẫn em tới chỗ nhà mà ngoại em ở trước khi mất được không vậy? Được, được. Để tôi đưa cậu đi, tôi đang rảnh nè. Tôi có xe để tôi chở. Cảm ơn anh. Anh Nghĩa bị bắt rồi. Bộ Hư không nghe tên nhân khốn kiếp kia nói gì hả? Không. Từ hôm gặp anh Nghĩa ở nhà ba đọc di chúc tới giờ, tôi đâu có gặp lại ảnh.